OK, hello anh em. Chào mừng anh em đến với The Email Việt Nam. Bên nào web mình. Bên anh tôi là mình sẽ lên ra list anh em. Mình sẽ làm ở đây thôi. Android giờ nó lỗi nhiều quá, mình cũng chán nản rồi. Bye bye web. Từ từ mình sẽ làm list bên Android lại. Nhưng bây giờ mình đang up thời gian rồi. Mình up list đó. Mình sẽ ra list bên iOS. Rồi mấy anh em nào mà newbie thì sẵn thì coi những cái cách mà mình lập team bên iOS nha. Ủa, mình lập được team rồi đó. Từ từ mình thấy vô. Và hiện tại bên iOS thì mình đã được 115/500 rồi. 115/500. Còn con Umbra thì mình đã đi tới chắc tới 9/21. Con Qua này á, con Qua là 123/350. Còn con Moten này thì cái gì trời, cái gì chỗ này gì kỳ vậy, Moten nó có lỗi gì không mấy anh em nhìn kìa. Thời gian nó để là 49710 ngày, 49710 ngày, 4 giờ. Có gì dữ vậy trời, muốn xỉn xỉn vậy. Coi có sự kiện đó. Rồi sự kiện tàu ngầm mới luôn. Tàu ngầm đã xong rồi, tới tàu ngầm mới. Cửa này là gì nữa. Rồi solo nữa mấy đứa ơi. Mấy anh em ơi, solo tới nè rồi. Solo rồi. Solo. Rồi sự kiện gì Siri mới luôn. Siri là đợt này con gì, con nhím hả? Con nhím. Rồi luôn, xong phim. Rồi chiến lan tới luôn đó. Ok, chiến lan luôn. Bên Android bây giờ nó chất quá rồi. Chiến lan không được, thoát lan không được. Mà tạo lan mới thì cũng không được hết vậy. Mình cũng chưa tạo lan mới nữa. Để từ từ. Gắn đợi thêm tuần gì vài bữa nó coi con gái nó có trả lại như cũ không có đâu. Còn mấy anh em nào mà bên Android mà chưa chiến lan được cứ về lan đi anh em. Cứ về lan đi không sao đâu. Rồi có gì thì nữa anh thông báo lại cho mấy đứa sau, mấy đứa vô lan lại thì sao hết. Giờ tôi bây giờ trước tiên là mấy đứa cứ về lan đi. Giờ thì đây 22 giây nữa cái mình chiến rồi thôi. Ra đây mình thu vàng trước cho tính gì tính nha. Vàng hay là food đi. Rồi mình sẽ xây 6 giờ, ok. Mình đi bắt mấy cái đứa chơi đi. Nhấp còn chân này mà để đi từ từ. Ui chơi nó bay rồi. Quá tuyệt vời. Một con yêu. Play. Ok. Bảy con sếp mà nó có con sếp. Rồi mình, bây giờ mình đang lái BC á anh em. BC, mình đang lái BC nè. Chưa có ra nè, cũng hơi lâu ạ. Lai gần sếp lúc nào nó cũng lâu như đợi tới vậy. Đây nó đây. BC à, 8 giờ thất bại rồi. Có mình tuần mới rồi, có tuần chưa ra. Đợi lại 3 giờ, 40 phút sau mình sẽ ra. Đây mình xin lỗi. Tí rồi, 80% nó quên. Mình sẽ đi chiến từ từ, mình sẽ đi phụ mấy cái đứa chơi thôi. Từ từ, mấy trò sự kiện bên đây nữa. Collect gold, rồi cho đồng ăn. Collect gold là cái cho đồng ăn thôi. Xong, kiếm một con rồi cho nó ăn. Đây. Có đây rồi. Cho nó ăn cái này. Ok là luôn. Rồi tiếp tới. Hai mươi mấy giây nữa. 7 phút và 6 phút. Ok. Đi vào 4 người ta sẽ nhận được con cờ con đâm này có rồi. Khỏi cần này luôn. Đi vào 8 là chúng ta sẽ nhận được con gì? Ravarer. Đam 56. Rồi tới level tới level 9 giờ hả? Tới level 9 những trận level 9 là sẽ cho chúng ta like cái con Horo trong vòng 5 ngày. Cái này thì đối với mình chắc banh luôn, đi tới level 3 là 4 luôn, muốn nổi không đúng. Thì cho đi tới level là rồi
Polygon xong. Mình sẽ đi chiến. Đây. Chiến lên nhà team của mình anh em. Team của mình hiện tại là mình đang đẩy con này. Và con này là con Anet nha. Anet rồi tới con Radiant và con đồng đà Moon. Đây ba con này. Rồi từ từ mình chuẩn bị cho con ra của mình mở lên cái chiêu 6 là mình sẽ bỏ con Anet ra. Là cái ý định mấy em tính bút cái con Rush đó, cái con Rush là mấy em đã vô team bút. Nhưng mà mấy con Dam nó 59 là biết là nó bút được, nhưng mà Dam 59 nó rất là mèo. Bởi vì mấy em mà đã Rush vô là thất bại á. Dam nó chưa được 60 nữa. Vô là mấy em cũng có đèo luôn đó. Purity là phải đi chung với Daddy View này anh em thấy không? Dam nó là 1.222.000, con này 1.224, con này 612. Đúng Daddy View với Purity là không hết. Nè, khách này khách là đối với của em. Cô có tăng cao rồi, tại vì mình còn thiếu xa quá nhiều này. Thiếu đá chứ bạn, mình thiếu đá rồi đó. Bây giờ chưa có tăng rồi. Tiếp tục, chưa có tăng rồi. Một trận nữa, một trận chiến nữa. Phải là Arena. Tại Arena nhưng mà chỉ chờ nhưng mà 40 không thì sao quýnh. Chắc cũng phận. Chơi gì sao chơi lại. Đam nó mạnh lắm rồi. Quýnh thử coi. Còn Collector nữa. Hiện tại Collector nó đẩy chút mình vô tiếp. Bây giờ mình trở vào đây. Cách Witcher, kiếm Witcher vào thời gian. Witcher đây. Còn 2 cái Witcher nữa. 8.6 rồi. Ủa 8.8 rồi. Witcher nó bay, giờ này không gặp nó bay nữa nè. Ok thôi bây giờ mình sẽ đi chiến tàu ngầm. Chiến tàu ngầm. Đi ship 6 loài rồng. We'll be right back.
công ăn. Bây giờ mình sẽ đi xúc xắc một chút. 5 1 ghép 500 mẹ rồi kìa. Cuối cùng trên lúc cũng có người ghép 500 mẹ. Nhà tiên tri vũ trụ Phúc Beta nó nói trước với mấy anh em rồi. Thế nào cũng có anh em ít ít ở gì nhỉ. Ít 500 trên lúc nè, y chang luôn. 4 4 4 4 4 4 5. Bốn đúng rồi. Một hai ba bốn hai. Có hai cũng đỡ. Đúng rồi, 16 quá ngon. Nè, là mẹ 500 nè. Cậu phòng hết một. Chơi hết đợt này nữa là mình sẽ ngưng. Mình sẽ đã dành một chút Fugon rồi mình sẽ vô tiếp. Mình sẽ lấy 600 cái chơi cuối nữa. 5 rồi, 5 đi con, 5 6 nữa hả? 5 đi con, 5 3 lấy 3 trước đi. 1, 4 gì cho 2 chặn 6. Ok đi luôn. Rồi, F1 ngoài dán cái rồi nhưng xì top ở đây. Mình còn lại là 4, 5, 6, 7, 8. 8 lần xúc sắc, 8 lần xúc sắc nữa. Và màu tím của mình còn 1, 4, 3, 5. Màu xanh lam của mình còn 1, 2, 3, 5. Cũng im. Dán bingo rồi. Rồi bingo đợt này full house là con khác rồi. Full house là con iBon này, 22 mảnh. Rồi full house là con iBon này. Ok. Vé mình tích được 37 vé rồi. Thôi bây giờ mình sẽ clip ở đây và hẹn anh em ở clip tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye và see you a fan. Tiếp tục.
ship rồi đảo đẹp thì mới được. Đảo bây giờ đang tù lưu hết trơn rồi nè. Lâm lát nè.